theo hãng afp hơn một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhà hát krokus city hall ở moscow tổng thống nga vladimir putin vẫn chưa công khai gặp gỡ những người sống sót hay đến thăm hiện trường vụ tấn công tuy nhiên cuối tuần qua người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov giải thích tổng thống putin đang phản ứng với thảm kịch này theo cách riêng của mình ông peskov nói với một nhà báo nga hãy tin tôi nếu các bạn không nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của tổng thống putin điều đó không có nghĩa là ông ấy không đau buồn. Về những gì ông ấy đang trải qua, khó ai có thể nhận ra và hiểu được. Điện Kremlin không thông tin liệu nhà lãnh đạo Nga có kế hoạch đến thăm người thân của những người thiệt mạng hay không. Đây là vụ tấn công khủng bố thảm công nhất ở Nga trong hai thập niên. Hiện nay, các cơ quan an ninh Nga đã chuyển trọng tâm sang người chịu trách nhiệm, bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 người đến từ Tajikistan trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Krokus City Hall trong trung tâm thương mại Krokus ở Krasnogorsk, vùng Moscow, tối ngày 22 tháng 3. Đến nay đã khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hôm 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall. Nhưng lưu ý còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ về vai trò của Ukraine. Đến ngày 26 tháng 3, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Poptikov cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố nhà hát này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phương Tây dùng con bài IS để lấp liếm sự liên quan của mình và không tin IS có đủ khả năng tấn công khủng bố ở Moscow. Bộ Ngoại giao Nga ngày 31 tháng 3 cho biết, nga đã chính thức liên hệ với chính quyền Ukraine, đề nghị Kyiv giao nộp toàn bộ những người mà Moscow nghi ngờ có liên quan đến các hành động khủng bố nhằm vào nga. Trong đó có vụ tấn công nhà hát Kerouz City hôm 22 tháng 3. Yêu cầu của nga bao gồm ngay lập tức bắt giữ và dẫn độ toàn bộ nghi phạm mà Moscow xác nhận có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga đã chuyển chính quyền Ukraine yêu cầu về việc bắt giữ và dẫn độ ngay lập tức tất cả những người có liên quan đến các hành động khủng bố. Ngoài vụ tấn công nhà hát Karaoke City ở Moscow khiến ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, Bộ Ngoại giao Nga còn đề cập đến các vụ việc như ám sát blogger quân sự Maxim Fomin, vụ đánh bom cầu Kerem, cũng như các cuộc tấn công xuyên biên giới gần đây vào vùng Belgorod và các nơi khác. Trong danh sách đề nghị dẫn độ có người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, SBU, Vansin Maliuk, người từng thừa nhận cơ quan của ông, đứng sau vụ tấn công cầu Kerem sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng cuộc điều tra do các cơ quan có thẩm quyền của Nga thực hiện cho thấy dấu vết Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokos City ở ngoại ô Moscow gần đây. Thông báo nói, Nga yêu cầu chính quyền Kiev ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ cho hoạt động khủng bố, dẫn độ các bên có tội và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Việc Ukraine vi phạm nghĩa vụ theo các công ước chống khủng bố sẽ dẫn đến việc nước này phải chịu trách nhiệm theo các điều khoản pháp lý quốc tế. Đáp lại, SBU cho rằng đề nghị của Nga là vô nghĩa. SBU cũng nhắc lại việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trước đó đã phát lệnh bắt giữ đối với một số lãnh đạo Nga liên quan đến các hoạt động ở Ukraine. Tối ngày 22 tháng 3, một nhóm có vũ trang đã tấn công vào nhà hát City ở ngoại ô Moscow của Nga. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng 20 năm trở lại đây. Nga đã bắt giữ bốn nghi phạm chính khi những người này được cho là đã tìm cách liên hệ với đầu mối ở Ukraine để chạy trốn qua biên giới. Do vậy, Moscow nghi ngờ Ukraine có liên quan đến vụ khủng bố. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cũng cho rằng nghi phạm duy nhất của vụ tấn công này là tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Lực lượng đã tuyên bố nhận trách nhiệm ngay sau vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Nga ngày 31 tháng 3 cho biết nước này đang yêu cầu Ukraine dẫn độ tất cả những người có liên quan đến các hành động khủng bố ở Nga, bao gồm Giám đốc Cơ quan An ninh SBU Vasil Maliuk, Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 31 tháng 3 cho biết, Nga đã chuyển cho giới chức Ukraine yêu cầu lập tức bắt và dẫn độ những người liên quan đến các hành động khủng bố được đề cập, đồng thời kê một số sự việc bạo lực xảy ra ở nước này. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công ở nước này như đánh bom quán cà phê ở Saint petersburg khiến blogger quân sự nổi tiếng Tatarsky thiệt mạng vào tháng 4 năm 2023 hay cái bom xe của học giả Alexander Dugin khiến con gái ông tử vong hồi tháng 8 năm 2022. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cuộc điều tra về những vụ việc này cho thấy dấu vết của những tội ác này đều dẫn đến Ukraine. Trong số những người được liệt kê có người đứng đầu SBU Vasyl Maliuk, ông maliuk đã thừa nhận cơ quan của ông đứng đằng sau các cuộc tấn công cầu crimea kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát tuyên bố của bộ ngoại giao nga nhấn mạnh nga yêu cầu chính quyền kiev ngay lập tức ngưng mọi hoạt động hỗ trợ cho hoạt động khủng bố dẫn độ những kẻ có tội và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân việc ukraine vi phạm nghĩa vụ của mình theo các công ước chống khủng bố sẽ dẫn đến việc nước này phải chịu trách nhiệm theo các điều khoản pháp lý quốc tế yêu cầu đứng Nga chuyển trụ Ukraine thông qua kênh liên lạc tại Minsk, Belarus do hai nước đã cắt quan hệ ngoại giao sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cơ quan an ninh Ukraine cho rằng các yêu cầu của Nga là vô nghĩa. Cơ quan này đề cập lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành liên quan đến việc chuyển trẻ em Ukraine sang Nga. Gần đây, Nga cáo buộc Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3 làm 144 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, trong khi các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy vụ việc do chi nhánh của IS ở Afghanistan được gọi là Tổ chức nhà nước Hồi giáo Khodasan ISK tiến hành. Các nhà điều tra Nga tuần trước nói rằng họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Kiev phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công. IS xác nhận 4 thành viên bị bắt sau khi tấn công nhà hát Krokos. Cho anh Nga đã sử dụng không quân để truy đuổi các nghi phạm. Trong số mới nhất của tạp chí tuyên truyền Alba được đăng trên các tài khoản Telegram của nhóm hôm 29 tháng 3, phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cho biết bốn tay súng của nhóm bị lục quân và không quân Nga truy lùng sau khi gây ra vụ tấn công khủng bố ở nhà hát gần Moscow. Sau khi xả súng, phóng hỏa trong các nhà hát Caucasus ở ngoài ô Moscow đêm 22 tháng 3, nhóm khủng bố tẩu thoát trên một chiếc xe màu trắng hướng về biên giới phía tây Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay, nhóm này ban đầu định vượt biên vào belarus nhưng nhận ra các lối đi đã bị phong tỏa nên chuyển hướng về phía ukraine nhóm bị chặn bắt tại tỉnh bidians ở tây nam nga khu vực giáp biên giới với ukraine chiến dịch truy lùng kết thúc khi họ bị bao vây trong rừng hiện những thành viên này bị nga giam cầm is cho hay Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Truyền thông Nga trước đó cho biết lực lượng đặc nhiệm đã chặn 4 nghi phạm khi họ đang trên đường tới biên giới Ukraine sau vụ tấn công, nhưng không tiết lộ đã sử dụng lực lượng nào để truy đuổi và bắt nhóm nghi phạm. Vụ giả súng đêm 22 tháng 3 tại nhà hát Krokos, ở ngoại ô Moscow khiến ít nhất 144 người chết và hàng trăm người bị thương. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho hay gần 100 người vẫn mất tích sau vụ tấn công. ISK, nhánh của IS tại Afghanistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và công bố video cho thấy tay súng sát hại dân thường. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt 12 người, trong đó có 4 tay súng mang quốc tịch Pakistan trực tiếp tấn công nhà hát Krokus. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25 tháng 3 thừa nhận những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công nhà hát Krokus, nhưng vẫn đặt câu hỏi về vai trò của Ukraine, cũng như lý do các tay súng tìm cách chạy sang Ukraine sau khi gây án. Ủy ban điều tra Nga hôm 28 tháng 3 nói, bốn nghi phạm nhận được khoản tiền đáng kể từ Ukraine, dưới dạng tiền điện tử để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào nhà hát Krokus ukraine đã nhiều lần bác thông tin nước này liên quan vụ tấn công khủng bố ở nga mỹ và các nước châu âu cũng khẳng định ukraine không liên quan và is chịu trách nhiệm về thảm kịch tình báo mỹ cho hay họ đã nhiều lần cảnh báo với nga về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố